Chào mừng tất cả các bác đến với kênh Dụng Cụ Làm Vườn của bên em ạ. Rất nhiều những cái mẫu sản phẩm mới nhất để đưa đến cho các bác. Đầu tiên lên cho các bác là một cái mẫu móc nhãn các bác nhé. Móc nhãn các bác sử dụng để giật cành nhãn hoặc là sử dụng để giật cau, quả cau hoặc là những cái cành nhỏ ấy, thì các bác sử dụng cái mẫu này cho em nhé. Với giá chỉ có 60.000 đồng một chiếc thôi. Móc nhãn này nhé, còn đến tiếp theo là móc ngạnh ạ. Em sẽ có mẫu móc ngạnh nhỏ. Đây ạ, một mẫu móc ngạnh để cho các bác sử dụng móc những cái cành to hơn nhá, to hơn, và khi mà các bác sử dụng móc cành ở trên cao ấy thì nó sẽ bị vướng, thì các bác sử dụng cái ngạnh đấy mình đẩy cái cành nó xuống rất là tiện lợi luôn. Chất liệu hoàn toàn từ thép nhíp ô tô luôn các bác nhá. Thép nhíp rèn rất là đẹp luôn ạ. Còn đây là mẫu móc ngạnh to để cho các bác giật tàu dừa này. Giật tàu dừa hoặc là giật quả dừa trên cao rất là tiện lợi luôn ạ các bác. Sử dụng bao bền luôn cho em ạ. Chất liệu là thép nhíp ô tô và cái này thì nó có luôn cả cái lưỡi cưa để cho các bác sử dụng giật cành nó rất là tiện luôn các bác nhá. Ngoài những cái mẫu móc ngạnh này ra thì bên em còn có mẫu khâu liêm. Khâu liêm này thì cực kỳ sắc bén để cho các bác sử dụng rồi đấy ạ. Mẫu khâu liêm này em đưa đến cho các bác với giá là 50.000 đồng, còn móc ngạnh to sẽ là 150.000. Em bao ship cho các bác nhá. Còn phía bên này sẽ là một chiếc quắm rèn ạ. Một chiếc quắm rèn đưa đến cho các bác sử dụng để phạt cây, chặt củi cho em, phát nương, phát rẫy thì các bác về mình tra cán tao và mình sử dụng các bác nhá. Mẫu này em tại video này em để giá cực kỳ tốt cho các bác, chỉ còn có 120.000 đồng một chiếc thôi. Rất là hiệu quả để cho các bác sử dụng luôn. Qua phía bên này thì em có rất nhiều những cái mẫu đây là gọi là cái dao cắt nải chuối á, một mẫu dao cắt siêu sắc bén của bên em luôn các bác nhá. Mẫu này bên em đã đưa đến cho các bác với số lượng vô cùng nhiều rồi các bác ạ. Sắc bén cực kỳ luôn, các bác có thể sử dụng để cắt một cái nải chuối, một cái nải chuối to trong vòng vài chục giây thôi các bác ạ, nhanh cực kỳ luôn, hoặc là mình có thể sử dụng để gọt hoa quả đấy ạ. Cái mẫu này thì bác nào nhận hàng cũng ưng ý luôn, báo giá luôn cho các bác tại video này nhé. Bác nào lấy một combo 2 chiếc sẽ là 100.000, em bao ship luôn đến tận nhà cho các bác luôn ạ. Giá rất là rẻ và hiệu quả cực kỳ cao luôn. Còn đây sẽ là cái mẫu dao rửa dừa, một mẫu hàng đặt của bên em đưa đến cho các bác. Bình thường em đưa đến cái mẫu này cho các bác hàng đặt sẽ là 200 và 150, như hôm nay ở video này. Trực tiếp tại video này em giảm giá cho các bác còn có 100.000 đồng một chiếc thôi các bác nhé. Sử dụng thì siêu sắc bén luôn các bác ạ. Thép nhíp 440C của Nhật, hàng của lò rèn PS luôn các bác nhé. Sen của bên em đấy ạ. Đảm bảo cho các bác sử dụng bao bền và sắc bén luôn. Còn phía bên trong này thì em sẽ có rất nhiều những cái mẫu dụng cụ làm vườn khác. Đây bên này sẽ là những cái mẫu bếp ạ. Mẫu bếp của bên em đưa đến cho các bác thì sẽ là những cái bếp rèn từ thép Liên Xô, chịu nhiệt cực tốt, siêu bền luôn các bác nhé. Xung quanh nó sẽ có viền bo và có luôn hai cái quai sách ở bên cạnh để cho các bác sử dụng mà mình di chuyển chiếc bếp rất là dễ dàng luôn. Và các bác cũng có thể dự phòng chiếc bếp này để mình làm một cái bếp dự phòng, phòng khi mất điện hết ga, hoặc là các bác di chuyển đến vùng nơi khác thì bị đi du lịch, đi picnic thì các bác cũng có thể bỏ ra để mình đun nước, để mình đun bằng củi hoặc là bằng than hoa đều được các bác nhé. Với cái mẫu này thì trọng tải của cái bếp nhỏ này thì mặt nó sẽ là mặt 30 này. Các bác sử dụng đun những cái nồi dưới 100kg cho em nhé. 100kg đổ lại thì các bác sử dụng cái bếp mặt 30. Còn phía bên trong này, ở đây đi, sẽ là cái mặt 40 các bác nhé. Mặt bếp 40 này thì trọng tải là 200kg đổ lại. Và bên em đã thiết kế theo mẫu cải tiến hơn thì nó sẽ là có thêm cái giá đỡ củi ở đây, để khi mà các bác đun củi thì mình sẽ để dài ra toàn ngoài này, hoặc là mình có thể dự phòng than ở đây các bác nhé. Rất là tiện lợi luôn ạ. Và cái kiềng của nó thì sát gần nhau này, thì các bác có cái nồi nhỏ đến nồi to mình đều sử dụng được các bác nhé. Đây, rất là tiện lợi luôn. Đun nước nấu cám cho gia súc, hoặc là các bác sử dụng để đun một cái nồi bánh trưng to, rất là ok luôn đấy ạ. Mà chất liệu của nó thì là thép Liên Xô chịu nhiệt, siêu bền luôn các bác nhé. Sử dụng thì nó tạo được cái viền bo xung quanh thì nó sẽ tạo được cái độ thông thoáng ở dưới trở lên, và tạo được cái độ nóng lên, thì các bác sử dụng nó rất là tiết kiệm luôn ạ. Còn phía bên này thì em sẽ có những mẫu cuốc. Em sẽ có mẫu cuốc bướm hàn lưỡi cưa bảng từ 20cm này. 20cm, bên trên thì sẽ là thép nhíp, còn bên dưới là hàn lưỡi cưa. Các bác sạc cỏ làm vườn có lỡ va phải đá hoặc là gạch thì nó cũng không bị mẻ luôn các bác nhé. Siêu bền luôn ạ. Bản 20cm với giá chỉ có 60.000 đồng. Còn bản này thì sẽ là 24cm, giá là 100. Còn bản 29cm là bản này các bác nhé. Sử dụng bao bền luôn cho em, xúc đất xúc cát mình sử dụng để sạc cỏ làm vườn với giá là 120. Bản to nhất này thì sẽ là có giá là 130.000 đồng. Rất là tốt để cho các bác sử dụng luôn ạ. Bác nào mà quan tâm đến mẫu cuốc bướm hàn lưỡi cưa hoặc là cuốc tây hàn lưỡi cưa thì sẽ là phía bên này các bác nhé. Cuốc tây hàn lưỡi cưa thì em sẽ có 3 kích thước luôn ạ. Đầu tiên thì sẽ là bản 18cm với giá là 100.000. Bản 22cm thì sẽ là 120. Còn bản này
là bản 21cm chứ các bác. Đây là bản 22cm sẽ là 130.000 đồng. Các bác có thể lựa chọn cho mình nhé. Thép nhíp hàn lưỡi cưa, bên trên là thép nhíp, bên dưới là hàn lưỡi cưa sắc bén cực kỳ. Và cái này thì sẽ tạo được cái sọ phía bên trên cao, các bác tra cán vào mình sử dụng bao bền luôn cho em các bác nhé. Và tiếp theo thì sẽ là những cái mẫu cuốc bướm vuông với giá chỉ từ có 60.000 đồng. Và những cái mẫu cuốc tây em có đủ cả các bác nhé. Cuốc bướm vuông thì em sẽ có bản từ 20cm, 29cm và 34cm ạ. Ngoài ra thì em có thêm cái mẫu cuốc bướm bầu đây ạ. Cuốc bướm bầu này thì bản của nó sẽ là 30cm các bác ạ, với giá là 100.000 đồng một chiếc. Còn phía bên này thì em có rất nhiều những cái dụng cụ khác, như là cái thuồng bản dẹt này. Thuồng bản dẹt với giá là 100.000 đồng. Dầm cổ cò, dầm chuối hoặc là dầm bản thẳng, em có giá chỉ từ 150.000 đồng trở lên thôi. Bác nào mà quan tâm đến mẫu nào liên hệ với bên em nhé. Và những mẫu rìu, mẫu búa, bộ củi. Và cái này là chiếc cuốc sẻng rèn của bên em đưa đến cho các bác với giá chỉ có 100.000 đồng thôi. Bác nào mà quan tâm đến mẫu sản phẩm dụng cụ vườn nào của bên em đây. Còn đây là cái máy thái rau, thái rau, thái chuối của bên em đưa đến cho các bác, rất là tiện lợi luôn ạ. Bác nào mà cần mẫu nào thì liên hệ với bên em nhé. Và nhớ là follow đăng ký kênh của em để cập nhật được thêm rất nhiều những cái mẫu sản phẩm mới của bên em các bác nha.